Chúng rịp xuống đây nè tặng ở Knees và cùng một căn video thú mấy. Cứ chỉ video để nhóm đam trọc bò sau mũ là nào Knees. Các lại khi nhóm độ con cho tất đám này cứ tăng pi bẹ cả ta khai pi mọc mình lại. Mà cất đoàn lời nâng cứ chế buôn khai mà hời. Xem ra rõ biếp để nhóm đám nâng cứ mình tặng thát đôi dù được khóc bên nè tặng ở Knees thì cứ nhóm cắt mình thử tục bay buồn thằng ngày hãy hát đầy vì ở suốt. Thật vô là một cô mà lìa cho mỗi đầy nâng hãy đã con trọc đam tại một đồn. Nhóm tay đã sở hữu tặng về chế bị chăm. Thật ra mà cắt thiệt ngày nào các đời khác đã bày đô ngày nào ở sở cái đời tế sở hữu bị đô thì nhóm ở đây đã chia đây đã ý tặng ớ toa tại vì mình là dụ mặc hai chiếc tập nhóm ở lý chí bua cho mỗi đường chi thông một chiếc vô thật đã trọc bằng nhóm nâng bằng tay một đường đại chi nhóm ở trung đây bằng smile ai vì ai xa đó nên là khả vì sẵn lạc được cổ nâng rồi tập nhóm rồi chi phải chi bị cắt đạp nên chung với những hai cổ này ở chất này đọc nghe. តែខែប្រាំងឆ្នាំនឹងគឺក្តៅខុសធម្មតាហ្មងអញ្ចឹងគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានអីក្រៅពីស្រោចទឹកបន្លែហ្នឹងទេមួយថ្ងៃពីរបីដងហ្មងអ្នកនរគ្នាអើយហើយនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាត្រូវបងខ្ញុំចុចបានអាយុ2ខែហើយគឺត្រឹមថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺគម្រប់ខួប2ខែតែម្ដងឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាចេញក្តាប់មកបន្តិចៗហើយអ្នកនរគ្នា mà đám bán bị bày cả đập đai bàn tay căn khla nhưng mà đang muốn lại đây đấy rồi xa ở nhưng tập tại đam lực tìm mùi thì hiện tại tận đám ấy còn dùng đam lực tìm mùi thôi. Nói xa ta là một bếch à bê cất đập tập bóng ở sau bàn đã chi đợt đó thì đó là lại là thông đại hơi tập tập bàn cắt sạc lạc đại chi này đặc biệt. Chắc là nâng dung cổ bông tập cắt sạc lạc đại thông thông cho nhé phù ở trạng ca chi vị chiệt bằng bồn từ đó lại chẳng sạc lạc nâng tốt có áp bây giờ để miền tập bơ chi chiệt từ ở khăn lại ở khăn cả mà dường thì trong này sạc tốt tốt là mồm nâng cư nhóm ọt cà tê nè lọc nè. Và thông mà tiết cứ nhóm cai và lái tốt bảo hồ tắc đại chỉ. Nói xa khai buôn đi chập đồng và đã khăn lăng bình tén. Sau đó tắc bây đồn ấy có nơi tắc đã thừa trọng nhau những sốt sốt này. Chẳng miên tắc đã tắc ở chốn đọ nên nâng mốn bàn tốt tốt mà ngày bàn. Nhóm bảo hồ tắc ở bên đáy nâng hơi chạy chi gặp bảo chô đã sốt mốn nè lọc nè mì lì tắc tỉ. Muốn muốn nâng của nhóm bàn sở chi nâng khá đai. Bàn tay nhóm lê tập đạc nông bao thay sở lợi đa mong nhận ạc nè.
nhóm sỏi ban nhược nhòm đấy, tật khla ban bị đong, tật khla ban mà đong, chẳng nghe này, bàn tay ban thọt cột bê thế này nào khỉ ơi, tì bấm phớt play tra bao nhóm là mỏng bay hơi, bàn tay ban đầm mũi nâng cột lơ đầm bông, viết play thông bàn tay nâng cháy này nào khỉ. Mình bạc thuyền bác bị khai bạc này rồi nè lời trọc bằng nhóm đi bàn phái trở nên bàn tay ọt bàn bạc thường ọt tê thở tục bụi thông thông đi bị phái tiết này rồi nè nhóm dô thong mà cho nâng mến khlạch như thế tê mến khlạch ở sạch ọt như thế khlạch kẹt bạc rồi xa tê nhóm mến lửa vô lỡ hẳn chẳng thấy khlạch kẹt đừng thì dừng tục bụi kẹt bạc bạc bàn tay bàn còn bồn trộ thong nâng hơi ở kia hiện bởi hả nơi bàn đó tùng xa vì tục bụi nâng nhóm mẹ bàn buồn hẻm phái đấy vì xây thông đời ở dưỡng tục bụi nữa thì bụi nhóm khai vì chào bàn tay đập bế chất mơ tới khơi nơi cháy đại tả này ạ nha ta bất tớ nhóm kết thà ca đam trọp đi ọt bộ bạo màn tế để xa dưỡng đam mật đốm bộ mô phó bàn trán hay bàn dù mà ta mặt bị xót nhóm cứ bộ mô phó bàn hầu hai mình. Bạn ta nhóm ăn bàn thọt cực bề đài bài tỷ. Bạn ta bảo màn đông đi anh cho liệt thọt xin mẹp đặt nông video ở nhà đọc đi mơ. Hãy lớn đi nhóm ăn sài thong trọc tùm mấy. À mùi đi vì hiện lỗ, tại mùi tiết hiện ở lũi mưa tới bàn tay cổ vi nơi lỗ này đọc đi mơ nè. Nhóm bố vi hơi nhóm ăn tốt chất nhóm vô từ bật đầu tiết bàn tay lạc đâu hơi này đọc đi ơi. Tôi thì nít xôm để đọc nếu sẽ đọc xâm lên bật bài hợp thông để chiếc nơi xuân kênh tiết bằng nhóm chế. ការប្រមូលផលលើកនេះមិនមែនជាលើកចុងក្រោយទេពេលនៅមានផ្លែបន្តបន្តមកទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាឈប់ថតហើយនៅដល់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ